Cột thì bên nhà em làm là cột 12 và là cột không tâm nhé các bác nhé. Cột không tâm. Đây các bạn xem đây. Bên nhà em vừa hoàn thiện xong thì sờ lớp sơn của bên nhà em làm là sơn BUMO7. Dòng sơn mà tốt nhất của dòng Đài Loan đây rồi các bạn. Sờ thì lột chảy luôn các bạn. Cột không tâm. Vâng, trước mắt quý khách hàng, đây là một bộ sản phẩm Minh Cúc Đào cột 12. Và hàng được làm từ chất liệu gỗ hương đá Lam Phi. Bộ sản phẩm này bên nhà em làm là theo hàng là hàng tuyển chọn vân đẹp thôi rồi luôn các bạn. Vân của bộ sản phẩm này thì rất là đẹp các bác nhá. Và bộ sản phẩm này bên nhà em làm là bao gồm là 6 món, gồm một chiếc đoạn dài và hai chiếc ghế đơn. Ở giữa là một chiếc bàn to và ở giữa hai chiếc ghế đơn là một chiếc đôn kẹp ghế. Và đầu tiên đây là một chiếc đôn thấp. Cả bộ sản phẩm này bên nhà em đang bán với giá chỉ có 39.800.000 nha các bác nhá. Giá đã bao gồm là hoàn thiện đẹp kỹ rồi. Và các bác nào mà mua bộ sản phẩm này bên nhà em tặng cho các bác một combo khe trà trị giá 1 triệu đồng, được làm từ chất liệu gỗ hương đỏ Lào nha các bác nhá. Đây, và đầu tiên thì em xin quay lại gần chiếc đoạn dài. Đoạn dài thì bên nhà em làm theo thông số kỹ thuật là dài 2m07 và rộng là 65, còn cao từ chân tới trương là cao 1m17. Đây các bác nhìn xem nhá. Bộ sản phẩm này vân thì đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Vân veo thì cực kỳ là đẹp luôn. Và cột thì bên nhà em làm là cột 12 và là cột không tâm nhé các bác nhé. Cột không tâm. Đây các bạn xem đây. Bên nhà em vừa hoàn thiện xong thì sờ lớp sơn của bên nhà em làm là sơn BUMO7. Dòng sơn mà tốt nhất của dòng Đài Loan đây rồi các bạn. Sờ thì lột chảy luôn các bạn. Cột không tâm. Đấy. Và bộ này bên nhà em đục là đục đào chim, chạm khắc đục đào chim này các bạn xem đây. Vân veo của bộ sản phẩm này bên nhà em làm là hàng tuyển chọn vân. Và gỗ bên em cũng làm là gỗ tuyển chọn đấy các bạn nhá. Đây. Chương đục đào chim và các đường nét đục rất là sắc nét. Đấy các bạn xem đây. Đấy, còn vách thì bên nhà em vách đục lục bình, tứ quý, tùng trúc cúc mai. Tượng trưng cho bốn mùa là xuân hạ thu đông. Đấy các bạn xem này, chiêm ngưỡng đây. Đấy, cột vân veo cực kỳ đẹp luôn các bạn. Kể các cái tay cầm này. Đấy, và cái mặt đây các bạn nhá. Cái điều đặc biệt đây cái mặt này, các bác nhìn thấy vân đây. Vân siêu đẹp luôn các bạn ạ. Và mặt thì bên nhà em làm là xẻo nguyên một tấm và làm dày là 1/4 các bạn. Dày 1/4 nha các bác nhá. Và khuôn tranh và yếm thì bên nhà em làm vén cong và làm dày là 2/2 khuôn tranh. Yếm đục hoa là tây. Yếm đục hoa là tây và làm dày là 2 phân. Chân là chân 12, đục đầu là chân móng. Đây em sẽ quay luôn cả mặt so cho các bác xem này. Vân của bộ sản phẩm này thì đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Mặt so thì đều đẹp, không có gì mặt trước nha các bác nhá. Đây. Đấy, các bác nào mà xem được video clip này của em mà thấy hay thì các bác nhấn cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha các bác nhá. Đây, và đến với sản phẩm thứ hai thì em xin giới thiệu các bác luôn là một chiếc bàn to. Bàn to này bên em làm theo thông số kỹ thuật là rộng là 65 và dài là 1m40. Mặt bàn thì làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 1/4. Đây các bạn xem mặt bàn đây, vân veo cực kỳ đẹp các bạn. Đấy, và kèm theo đó thì mua bộ sản phẩm này bên nhà em tặng cho các bác một combo khe trà hương đỏ trị giá 1 triệu đồng các bác nhá. Trị giá 1 triệu đồng đây, có đầy đủ hết các đồ dùng đây của đấy, khe trà đầy đủ hết. Đây các bạn xem nhá. Đấy thì bàn thì bên nhà em có làm là theo hai ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ đây. Đây, ngăn kéo thì bên nhà em làm nhá. Đấy. Rất là kỹ, đây các bạn xem đây. Đấy, kể cái lúm ngăn kéo bên em làm cũng rất là kỹ luôn các bạn. Lúm thì lúm đồng loại xịn các bạn. Yếm đục hoa là tây và khuôn tranh dày 2/2. Yếm làm dày 2 phân. Đây nhá, các bác nhá. Đây, và đến với hai sản phẩm tiếp theo đây. Hai sản phẩm tiếp theo là hai chiếc ghế đơn thì bên em làm theo thông số kỹ thuật là rộng 65 và sâu là 88. Cao là 1m17 các bạn ạ, cao 1m17. Đấy, các bạn xem đây. Các cái cột nhá, bên em chọn vân nhá các bác nhá. Chọn vân đây. Vân siêu siêu đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, bộ sản phẩm này thì hiện tại thì bên em đang chưa có chủ sở hữu. Thì các bác nào muốn sở hữu những bộ sản phẩm vân đẹp và hàng hiếm vân đẹp này thì các bác hãy liên hệ có hotline số điện thoại Zalo của em là 0961 19 400 nha các bác nhá. Đây, và em xin quay lại gần đây. Chương thì bên em có đục là chương đục đào chim này. Chương đục đào chim. Và các đường nét thì các bác hãy xem đây. Đục thì rất là sắc sảo và tinh xảo các bác nhá. Đấy, và lớp sơn thì bên nhà em hoàn thiện thì cực kỳ là kỹ luôn các bạn. Vách thì bên nhà em đục là vách đục lục bình, tứ quý, tùng trúc cúc mai. Đấy, cột thì là cột 12, cột không tâm rồi các bạn. Đây, sờ cái lớp sơn nhà em đây. Đấy, cột thì tròn vo và sơn thì lột chảy luôn các bạn. Sờ lột chảy. Đấy, các cái tay cầm đây, bên nhà em cũng làm trọn vân toàn bộ luôn các bạn. Phải nói là bộ sản phẩm này vân rất là đẹp. Đấy. Và mặt đây. Mặt nhá các bác nhá. Mặt ghế thì làm dày là 1/4. Ghế dày 1/4, còn khuôn tranh làm dày là 2/5.
Yếm với khô chanh thì bên em làm vén cong toàn bộ, và yếm thì làm dày là 2 phân. Yếm đục hoa là tây luôn các bạn, yếm đục hoa là tây. Đây, quay ra qua xem đây. Các cái thứ vân của sản phẩm Minh Quốc Đảo của 12 nhá các bạn nhá. Hàng trọn vân. Đấy, và hàng này thì là hàng lục lõi xỉ đét 100% chất liệu gỗ hương đá rồi. Và chiếc ghế còn lại đây các bạn xem đây. Đây cột này các bạn, cột vân này. Ui phải nói là rất là đẹp luôn các bạn. Vân rất đẹp của sản phẩm này. Đấy, và mặt đây. Mặt nhé các bạn nhá. Và lớp sơn nhà em này hoàn thiện thì phải nói là rất là kỹ. Sờ thì luột chảy mắt. Mắt cháy luôn các bạn. Đấy. Đây, quay tổng quan đây, cả mặt so cho các bác nhìn chiêm ngưỡng này. Mặt so đây các bạn, mặt so cũng rất là đẹp, đẹp không có gì mặt trước luôn. Đấy. Các bác nào mà xem được video clip này của em mà có những bình luận nó có ý kiến gì thì các bác hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em nhé. Đây, và đến với sản phẩm thứ 5 là một chiếc đôn kẹp bàn. Thì bên nhà em làm theo thông số kỹ thuật là rộng 40 và dài là 50. Mặt đôn thì cũng làm là xẻo nguyên một tấm và làm dày là 1/4. Khuôn chanh thì làm dày là 2/2. Đôn thì bên em cũng làm một đôn ngăn kéo đi theo đây, để cho các bác kéo ra cả vào đồ đây. Toàn bộ là ngăn kéo, là bên em làm là lúm đồng đôi các bác nhé. Loại lúm mà rất là xịn. Đấy, rất là hiện đại bây giờ đây. Nhìn rất là đẹp các bạn. Khuôn chanh dày 2/2 này. Và yếm đục hoa là tây. Yếm dày 2 phân. Và đến với sản phẩm cuối cùng này là một chiếc đôn thấp. Chiếc đôn thấp này thì bên nhà em làm là theo thông số kỹ thuật là rộng 40 và sâu 2/40. Mặt đôn thì làm là dày là 1/4. Còn khuôn chanh thì làm dày là 2/5. Yếm thì làm là yếm đục hoa là tây. Đấy, thì gỗ hương đá này thì các bác có thể biết rồi. Nó lại thuộc cái dòng gỗ mà tốt nhất của dòng La Phi hiện nay rồi. Tom gỗ thì rất là mịn, còn gỗ thì vân veo cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, thì em xin báo giá công khai với mọi người một lần nữa là một bộ sản phẩm Minh Quốc Đào cột 12, gỗ hương đá, hàng chọn gỗ chọn vân siêu đẹp này, 6 món bên em đang bán với giá chỉ có 39.800.000 thôi các bác nhá. Hiện tại thì bộ sản phẩm này bên em đang còn chưa có chủ sở hữu. Đấy, thì các bác nào mà đặt bộ sản phẩm này thì bên em sẽ tặng cho các bác một combo khay trà được làm từ chất liệu gỗ hương đỏ Lào. Trị giá 1 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, thì các bác nào muốn đặt hàng thì hãy liên hệ qua hotline số điện thoại Zalo của em là 0961 19000 nhá mọi người nhá. Và xung quanh bộ sản phẩm này thì bên em đang để sẵn thì các mẫu như kệ tivi này, cột nho hàng dày VIP cũng sẵn rất là nhiều, chanh này và đồng hồ lục bình. Đấy, và sập thờ hoành phi câu đối. Đấy, tủ rượu sẵn rất là nhiều để các bác nào mà có thời gian hoặc là gần cơ sở em có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng. Địa chỉ nhà em đang quay là cạnh cái Sang Cổ Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhé các bác nhá. Mua hàng bên em sẽ có những chế độ ưu đãi là miễn phí vận chuyển trong bán kính 50 km trở tận nhà các bác. Còn chế độ bảo hành của bên em là bảo hành cho các bác về 50 năm về chế độ chất liệu sản phẩm, nên mọi người có thể yên tâm dùng đồ gỗ nhà em ạ. Và em xin dừng video clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.